Xin chào 500 anh em yêu chuyện One Piece. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Tìm Chuyện. Với những ai đã đồng hành cùng chiếc phiêu lưu của Luffy từ những chặng đường đầu tiên, chúng ta được khám phá thế giới nhiệm màu với vô số những điều kỳ lạ. Một thế giới có rất nhiều chủng tộc và cả những hòn đảo có nhiều kiểu thời tiết dị thường. Và có lẽ điều chúng ta say mê bộ truyện nhiều đến như vậy, đó là trong những cuộc hành trình của nhóm mũ rơm luôn đi kèm nhiều điều bí ẩn khó có lời giải. Có nhiều manh mối quan trọng mà cho đến nay những độc giả chúng ta vẫn chưa thể gắn kết được với số lượng thông tin đồ sộ mà tác giả Oda đã cắm cài vào bộ truyện. Để tiếp nối series giải mã những bí ẩn trong One Piece, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận tiếp về chiếc mũ rơm khổng lồ trong thánh địa Marichoy, cũng như ý chí của D trong tên có phải là dòng dõi của gia tộc cổ đại hay không. Trước khi bắt đầu, hãy dừng khoảng 2 giây và ấn vào nút đăng ký để có thể giúp mình có thêm động lực làm những video chất lượng hơn nhé. Giờ thì vào phần chính thôi nào. Một, chiếc mũ rơm trong thánh địa Marichoy. Với những ai ít nhiều đã đọc truyện One Piece, chúng ta đều biết chiếc mũ rơm luôn là hình ảnh đại diện của Luffy. Nó trở thành biểu tượng cũng như tên gọi cho băng hải tặc mũ rơm. Việc Luffy luôn xuất hiện cùng chiếc mũ rơm cho thấy cậu luôn nâng niu nó như tính vật của bản thân. Cho đến giờ thống kê được từ trước tới giờ, chính thức chỉ có 3 người mà Luffy đã tin tưởng giao lại chiếc mũ rơm của mình để họ giữ dùng, bao gồm hạt tiêu Nami. Trong chapter 81, khi Nami tuyệt vọng và nhờ cậy sự giúp đỡ của Luffy thoát khỏi việc bị băng hải tặc Along lợi dụng, Luffy đã nhờ Nami giữ dùng cậu chiếc mũ rơm tượng trưng cho việc tin tưởng vào đồng đội. Việc giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn là điều đương nhiên phải làm. Usopp cũng từng đổi chiếc mũ rơm của Luffy trong chapter 313. Và cuối cùng, cô bé Otama được Luffy đổi chiếc mũ rơm khi đang tìm cách giải độc cho cô bé. Chi tiết đó nằm ở chapter 912. Việc Luffy luôn quý trọng chiếc mũ rơm mà Sang giao cho cậu, vì đó là lời hứa sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại vượt qua cả tứ hoàng Sang. Tuy nhiên không phải Sang là người đầu tiên đổi chiếc mũ rơm trên đầu. Trong chapter 603, vua hải tặc Roger đã đổi nó trong cuộc gặp định mệnh với Silver Rayleigh. Vị vua bóng đêm cũng đã nhận xét là dù thế nào, Luffy cũng đã trở thành người đàn ông vô cùng thích hợp để đội lên chiếc mũ đó. Với những gì mà Rayleigh đã nói, có thể hiểu chiếc mũ rơm cũng là biểu tượng của cách hiện tại trước đây, được xem như là một bảo vật được kế thừa qua các thế hệ, cũng giống như những thanh danh kiếm được truyền tay qua các đời chủ nếu như họ xứng đáng. Tuy nhiên, khác với việc sử dụng nó như món vũ khí, chiếc mũ rơm lại có ý nghĩa như là một biểu tượng dành cho người được chọn hơn. Người được chọn ở đây là những người đại diện cho ý chí của D, mà Goldie Roger là người gần nhất đã hoàn thành được điều đó, tìm ra kho báu vĩ đại mà Joy Boy để lại. Đồng nghĩa với điều đó là lịch sử thế giới sẽ bị phanh phui ra khắp thế giới. Chính phủ thế giới luôn sẵn sàng thủ tiêu bất kỳ ai và xóa bỏ mọi dấu vết với những ai đang cố tìm ra sự thật lịch sử, đặc biệt là ý chí của D với biểu tượng chiếc mũ rơm. Thế nhưng ở chapter 906, sự xuất hiện của chiếc mũ rơm bên trong thánh địa Marichoy trở thành câu hỏi lớn với tất cả mọi người. Vì sao nó lại được cất giấu sâu bên trong hầm lâu đài Banshee? Đằng sau nó có phải ẩn chứa kho tàng bí mật của chính quyền thế giới hay không? Chính quyền đã luôn tìm mọi cách để có thể xóa bỏ mọi thứ liên quan tới ý chí đi hay dấu vết về vương quốc cổ đại. Tuy nhiên có một thứ mà không một ai có thể phá hủy được, đó chính là những khối đá Bonelip. Nếu như chiếc mũ rơm là manh mối quan trọng tiết lộ về thân phận thật sự của Joy Boy, nó lẽ ra phải được xóa bỏ từ lâu. Nhưng nếu chiếc mũ rơm được chế tạo có kỹ thuật giống như gia tộc Kozuki chế tác ra những khối đá Bonelip thì lại là một chuyện khác. Chiếc mũ rơm đó không hẳn là một chiếc mũ rơm thật đã từng được Joy Boy sử dụng, vì nếu như vậy chính phủ thế giới đã dùng mọi cách để phá hủy nó. Đúng hơn, nó chính là tác phẩm điêu khắc của gia tộc Kozuki với mục đích tôn vinh vị hiện tại đó. Chiếc mũ rơm là biểu tượng cho sự tự do, tượng trưng cho lý tưởng công bằng và từng đứng lên đấu tranh cho những nô lệ cổ đại. Nó là một biểu tượng của người đã dám đứng lên chống lại các vị thần mà sau này được khắc thành tượng để cho những thế hệ sau được chiêm ngưỡng và cảm phục. Và vì nó được tạo bởi vật liệu không thể bị phá hủy, chiếc mũ rơm khổng lồ trong thánh địa Marichoy có thể thấy hoàn toàn nguyên vẹn và không hề bị sức mẻ dù đã ở đó hàng trăm năm. Chính vì tầm ảnh hưởng quan trọng có thể đe dọa an nguy của các thiên long nhân mà chính quyền phải che đậy nó bằng mọi cách. Imsama, người đứng đằng sau bộ máy cai trị của chính phủ, chỉ còn cách che giấu nó trong bóng tối mãi mãi. Đó cũng chính là bí mật động trời đã được che giấu ở đây. Một kho tàng bí mật chứa đựng ý chí của Joy Boy mà chính phủ muốn nhốt nó vào bóng tối, không bao giờ cho phép bình minh trở lại. 2. Ý chí của D trong tên. Liệu số mệnh có thật sự tồn tại trong One Piece? Để bắt đầu, hãy quay lại về nơi khởi đầu của một hiện tại từ lâu. Thời điểm khi vương quốc cổ đại phải đấu tranh với 20 liên minh quốc gia nhằm thoát khỏi sự hung bạo, muốn thống trị đàn áp các chủng tộc khác nhau. Các vị vua bạo chúa muốn đạt được tất cả các đặc quyền để có thể sống như những vị thần trên dãy núi khổng lồ Red Line, trong khi những người không thuộc dòng dõi quý tộc phải sống rải rác trên những hòn đảo khắp các vùng biển. Thế giới trong One Piece đã từng phải trải qua một cuộc chiến thế kỷ, nơi những người dân phải đấu tranh cho chính sự tự do của họ. Mãi đến hàng trăm năm sau, nhờ việc bí mật tìm hiểu về những mảnh ghép lịch sử được khắc lại trong khối đá Bonelip, các học giả Ohara đã phát hiện ra chính phủ thế giới đã bôi xóa đi một đoạn lịch sử, hay còn gọi là thế kỷ trống. Vì lý do đó mà cả hòn đảo Ohara đã bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Nhưng có một thứ chính quyền không thể phá hủy được, chính là các khối đá Bonelip. Ngoài những vết nhơ lịch sử được tiết lộ,
Nó còn đề cập đến hiện tại Joy Boy, người đã đại diện cho vương quốc cổ đại đứng lên giải phóng cho các nô lệ. Trong chapter 1018, Who's Who đã nhắc đến một chiến binh tự do, người được ca tụng là vị thần mặt trời Nika sẽ xuất hiện và mang lại tiếng cười cho mọi người. Có thể thấy rằng Joy Boy từng là con người thuộc vương quốc cổ đại và từng lãnh đạo người dân ở đây chống lại chế độ quyền lực của những kẻ quý tộc, một người rất quan trọng và có tiếng nói, không loại trừ việc Joy Boy chính là chủ nhân của vương quốc cổ đại. Với tư tưởng tự do, có trọng sự bình đẳng của tất cả giống loài, ông cũng từng lập lời hứa sẽ đưa cả tộc người cá lên đất liền để tất cả chủng tộc có thể sống dưới cùng một mặt trời, và khi bất kỳ ai cũng có thể tự do sống nơi nào họ muốn thì đó cũng là thời điểm bình minh trở lại. Nó đã được nhắc trong nhật ký của Odin. Để có thể biến cả thế giới trở thành một khối thống nhất nơi bất cứ ai cũng được tự do ra khơi, mọi người đều có quyền tìm kiếm cuộc phiêu lưu của riêng mình. Điều cần thiết chính là loại bỏ hệ thống quyền lực thối nát do các thiên long nhân lập ra. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh đó đã thất bại. Vương quốc cổ đại đã bị xóa sổ. Đồng đội cũ của Joy Boy là con voi khổng lồ Junessa phải đi lang thang không ngừng suốt hàng trăm năm, trở thành hòn đảo ma để che giấu tung tích khối đá đỏ dẫn đường ra Bonelith. Đã có thời Wano từng mở cửa đất nước để cùng Joy Boy đứng lên chiến đấu với chính quyền thế giới, và sau thất bại nặng nề, Wano đã phải bế quan tại cảng che giấu sự nhòm ngó của thế giới để bảo vệ khỏi một quyền lực khổng lồ, cũng như việc cất giấu đi một trong bốn khối đá đỏ dẫn đường. Điều đó từng được nhắc trong quá khứ của Odin trong chapter 972. Những lời tâm nguyện cuối cùng trong buổi hành hình đã được Odin nói về điều đó. Wano sẽ mở cửa trở lại để chào đón và trợ giúp người được chọn, hay nói đúng hơn là toàn bộ thế giới đang chờ đợi con người đó. Đó cũng là lý do mà gia tộc Kozuki đã tạo ra những khối đá Bonelith, để một ngày nào đó sẽ có người tìm hiểu ra được sự thật và thực hiện lại tâm nguyện của những người đi trước. Có nghĩa là ý chí của gia tộc đi thực sự có tồn tại. Nó ám chỉ cho những kẻ đang cố khám phá ra sự thật thế giới, những người đang cố thay đổi thế giới theo cách riêng của họ, hoặc ít nhất đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy sự chuyển mình của thế giới. Điều mà Joy Boy đã để lại toàn bộ ý chí của mình cho thế hệ sau thực hiện. Cho đến giờ đã có 10 người từng xuất hiện mang ký tự đi trong tên, thậm chí có cả chủng tộc người khổng lồ như Zagadishon. Việc chữ đi được tách biệt trong tên chắc chắn không phải là điều ngẫu nhiên mà tác giả Oda chỉ đặt lại. Khả năng liên kết câu chuyện đến từng chi tiết nhỏ nhất đã làm chúng ta phải ngạc nhiên rất nhiều lần với đầu óc đầy sạn của Thánh Oda. Cũng nên nhớ rằng nhờ sự hy sinh của Phó Đô Đốc Zagadishon mà Nico Robin mới có thể thác được cuộc thanh trừng cả hòn đảo Ohara. Dù cho chính quyền dùng mọi cách để che đậy lịch sử, thế giới vẫn còn tồn tại người cuối cùng có thể đọc được văn tự cổ được khắc trên những khối đá Bonelith. Nhờ vậy mà ý chí của gia tộc Di vẫn luôn có người giải mã cho thế hệ sau biết về điều đó. Thế nên ý chí của Di cũng tồn tại trong tộc người khổng lồ. Có thể trong tương lai sẽ cũng có những chủng tộc khác cũng mang ký tự Di trong tên. Với việc ý chí của những kẻ có chữ Di trong tên, có thể là bất cứ ai đang góp phần xây chuyển vận mệnh của thế giới. Điều đó ám chỉ ý chí của Di không phải là một gia tộc, mà nó dùng để phân biệt những cá nhân đang đóng vai trò là mảnh ghép để có thể kế thừa ý chí của Joy Boy. Lần đầu tiên ý chí của Di được đề cập là từ tiến sĩ Kureha, người thầy của Tony Chopper đã sống đến 141 tuổi. Robin cũng đã rất nhiều lần thắc mắc về ý chí của Di. Gia đình của Luffy như ông nội Monkey D. Garp hay người cha Monkey D. Dragon đều là những cá nhân nắm giữ vận mệnh sẽ tìm ra sự thật thế giới. Và cả gia đình của Ace là những người đã góp tay tạo ra một Luffy đầy nhiệt huyết đến như vậy. Thậm chí Maso D. Tit hay Chaffa D. La đến từ các vùng biển khác nhau đều đang bị hút về phía Luffy trên con đường kế thừa ý chí của Joy Boy. Đó không còn có thể gọi là sự trùng hợp nữa. Có lẽ không có gì là tình cờ trên thế giới này. Có vẻ như những gì đã xảy ra không thể làm khác được. Số phận đang từ từ hữu tâm tạo ra nó. Dù trong trường hợp nào thì Luffy cũng sẽ bước lên một tầm cao mới và trở thành một người đàn ông vô cùng thích hợp để đội lên chiếc mũ đó. Cũng như những gì bố già cũng đã từng nói với Râu Đen, ngươi không phải là một trong bọn họ. Những người râu dơ chờ đợi là vài người hiếm hoi, nhưng không phải Mi. Tít, Mi không phải là một trong bọn họ. Như vậy có thể thấy được những người mang ký tự đi không nhất thiết là những người khao khát tự do. Ý chí của Di còn ám chỉ đến những kẻ đang muốn thay đổi vận mệnh thế giới theo lý tưởng của bản thân, như cách Rocky Sabet đã dùng vũ lực để gây ra cuộc náo loạn tại nơi ở của các thiên long nhân, hay Râu Đen đang từng bước gây dựng lên sức mạnh làm bá chủ thế giới. Mỗi người có ký tự Di đều có một lý tưởng riêng, mỗi số phận riêng tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Trong chapter 764, Rocinante đã nhắc đến những kẻ mang chữ Di đằng trước tên, còn có nghĩa là kẻ thù tự nhiên của chú. Mà trong One Piece, những kẻ thiên long nhân luôn tự xem mình là chú trời với tất cả mọi người. Hay nói cách khác, ý chí của Di chính là số mệnh của những người sẽ bắt thế giới phải chống đối lại những kẻ tự cho mình là thần. Tất nhiên là bằng phương pháp nào thì do lý tưởng của người đó quyết định. Và theo những gì Silver Riley đã nhận xét, có vẻ như những gì đã xảy ra là không thể làm khác được. Ý chí của Joy Boy chỉ có một người duy nhất xứng đáng để kế thừa nó, người mà thế giới đã chờ đợi từ rất lâu, phải đến 800 năm mới tạo ra mảnh ghép hoàn hảo để đem bình minh đến cho thế giới, người mà hẳn ai cũng đã biết. Một người mang ký tự Di trong tên đại diện cho ý chí của Joy Boy đang bước đầu thay đổi vận mệnh cho đất nước Wano. Thế giới mà chúng ta nên khao khát là thế giới trước đây Joy Boy đã cố thay đổi, nơi mọi người được tự do ra khơi, được đón bình minh dù ở bất cứ đâu và tổ chức tiệc tùng với bất kỳ ai trên thế giới.
Đó cũng là ý nghĩa của ý chí Joy Boy để lại cho những người mang ký tự đi trong tên. Ngoài ra, với những vấn đề nào mọi người muốn biết, hãy mạnh dạn bình luận nhé. Mình sẽ cố gắng tổng hợp lại và làm nhiều nội dung theo yêu cầu của mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu rồi thì đừng quên nút đăng ký để cập nhật video sớm nhất nhé. Tạm biệt.